Nếu anh em nào có nhu cầu mua nick, đừng quên lên shoptng.vn, shop chính chủ nhất của kênh Tràm Game. Ở trong clip này, mình sẽ làm nội dung là trang tặng ạc và test cho anh em quả cầu ma thuật. Quả cầu ma thuật, chúng ta có thể nhận được bộ trang phục anh em đón chờ và lâu nhất, đó chính là Arum Vũ Quốc Long Hổ bậc S. Đây là bộ trang phục mà từ khi ra mắt anh em đã phải đón chờ rất lâu rồi. Sáng nay vừa mới mở phay lên thì rất là nhiều anh em khoe là chính là chỉ cần bỏ ra 49 quân huy thôi là ra ngay em Arum rồi. Còn nhiều anh em khác lại ra nhiều vị tướng với chỉ giá cực kỳ rẻ bèo, 49 hoặc là 18 quân huy, là mình thèm khát quá anh em ạ. Vậy nên mình quyết định là phải test cho anh em, test ngay cho anh em xem tỷ lệ và mức độ ở sao để có thể khuyên anh em tham gia hay không nhá. Đừng quên để lại một like và share clip này, tại vì đây sẽ là thí nghiệm 3 cái ạc 4.000 quân huy cho anh em chứng kiến và kiểm tra xem là tỷ lệ và như nào. Anh em chỉ thể chọn được một cái bộ trang phục hữu hạn thôi. Mình phải lựa chọn 3 vật phẩm. Ok, chúng ta mở nhé. À quên, trước khi mở thì phải tặng ạc cho em trước để cho tạo không khí hứng khởi. Anh em nào có nhu cầu nick có thể lên shoptng.vn nhé. Nếu có sự kiện hay là có vấn đề gì xảy ra, cứ liên hệ fanpage của shop để được giải quyết. Trước khi mua là phải tặng ạc trước để mà lấy hên xui anh em ạ. Hy vọng rằng với cái nhân phẩm tốt của mình có thể mở ra được nhiều phần quà hay ho hơn. Đây là các ạc mình tặng cho anh em nhé. Nhớ vào thay đổi mật khẩu và test xem các ạc này liệu có hên và xui giúp bạn có thể được các ạc VIP hay không. Có nhu cầu click lên shoptng.vn nhé anh em ơi. Nào bắt đầu thôi. Nhân phẩm vừa đặt mắt tối đa rồi anh em ạ. Uầy, tệ vậy. Tiếp tục nào. Tức là chúng ta nếu mà nhận được một vật phẩm bất kỳ ở trong 1/3 này thì anh em sẽ được chọn lại. Trời đậu, toàn đá ma thuật ta. Anh em đừng có chê vội cái đá ma thuật này nhá. Yeah, chính xác là 49 quân huy. Nhưng mà cái độ đẹp trai của mình là hơi tệ, thành ra mình bị bỏ ra 700 quân huy. Thì đến cái lượt thứ 660 thì mới ra cái bộ trang phục này. Test cho anh em cái quả cầu sơ cấp nhá. Nghe nói quả cầu sức cấp này nên tham gia nhất. Chính xác thật anh em ạ. Bỏ ra có 90 con huy mà được ngay Freno rồi. Wow. Phải test thêm cho anh em mới được. 90 này. Vậy căng vậy. Không sao anh em ạ. Chúng ta đã có Arum Vũ Quốc Long Hổ rồi. Một cái bộ trang phục mà anh em đang rất là hóng và đá quý. Nhưng mà không, bộ trang phục đẹp như vậy là phải tham gia vòng quay sự kiện anh em ơi. Đừng quên để lại một like và share clip nha anh em ơi. Đây chỉ là một cái nick thứ nhất mà mình test được thôi. Chúng ta còn có hai cái nick khác. Đâu rồi Arum của tôi? Đây. Chính xác đây chính là Arum của chúng ta. Bên Thái Lan còn ra cái bộ trang phục của chính họ, là trang bộ trang phục Arum, không phải là hổ mà là voi anh em ạ. Chắc phải gọi là kim tượng quá. Arum kim tượng quá. Bên Thái Lan. Ok, nếu các bạn không quay ra đừng buồn, tại vì chúng ta có đá ma thuật. Đá ma thuật các bạn có thể sử dụng để làm gì? Đó chính là đổi tướng, đổi trang phục. Và đây chúng ta đổi, đó chính là Arum với 150 đá. Chúng ta vừa đổi xong rồi đó nha. Ngoài ra không thích Arum, các bạn có thể đổi rất là nhiều vật phẩm khác. Các bạn vào phần hòm thư và nhận cái bộ trang phục tuyệt vời cho bản thân mình. Chúng ta chuyển sang cái nick thứ hai nào. Chắc hẳn tất cả anh em đều biết quy luật và cách chơi của quả cầu ma thuật rồi đúng không? Các bạn nên lựa chọn các bộ trang phục tuyệt đẹp cho mình.
Và khi một trong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, đúng rồi, 13 trang phục này mà anh em quay được gần hết thì các bạn có thể quay tiếp. Tức là sao? Tức là nếu các bạn nhận được 3 trang phục này, các bạn sẽ bị trừ đi chỉ còn 10 vật phẩm mà thôi. Trừ đi 10 vật phẩm các bạn chắc chắn được Arum. Đó là nguyên tắc rất là hay của bên vòng quay ma thuật. Tức là dùng tiền để mà đè chết trang phục đó. Qua hai cái nick mình đang test đây thì anh em thấy được rằng khi mà ở cái vòng quay siêu cấp để mà một lần chỉ ở 49 vân huy thôi, nó khá là khó khăn. Mà sử dụng 5 lần đá ma thuật rất nhiều, tỷ lệ rơi đá ma thuật rất nhiều nha anh em ơi. Đá chúng ta có thể mang về để mà đổi lấy thẳng các trang phục. Bạn chọn tối đa phẩm, ok. Chọn xong các bạn lại bỏ ra nha anh em ơi. Chọn xong các bạn thì bỏ ra để mà lựa chọn các trang phục khác hoặc là các vật phẩm khác mà anh em muốn. Đương nhiên các bạn bắt buộc phải chọn 3. Thực ra chọn 3 này có ấy hay nhưng mà lại quá dở. Tại vì lỡ mình chọn cả Arum, cả Natalia, một bộ trang phục rất là bình thường, hay là chọn tướng Theonat, thì nó chỉ cần ra 1 trên 3 vật phẩm thôi là chúng ta lại phải quay và chọn lại từ đầu rồi. Ok, bắt đầu thôi. Xem nhân phẩm chúng ta nào. Chúng ta đang có 590 quân huy. Hãy thử một lần 49 quân huy. Thắng quá men. Mình chỉ thích đá tiến hóa thôi anh em ạ. Mình chẳng hề thích một chút gì cả đá tiến hóa của Nagot cả. Là mình thích đá ma thuật thôi. Tại vì đá ma thuật ta để đổi lấy các trang phục hoặc là các vị tướng anh em cần cơ mà. Còn đá tiến hóa chúng ta chịu anh em ạ. Không thể làm gì được. Đây, chúng ta chuyển sang cái nick thứ 3. Cái nick 2050 quân huy. Tại vì hai cái nick vừa rồi thì chúng ta chỉ có thể đổi ra một cái nick thôi. Còn một cái nick thì hơi xui một chút, không đổi ra được. 2050 quân huy ha. Sau khi test xong hai cái nick thì mình có thể khẳng định được rằng các bạn chỉ cần bỏ ra từ 1300 đến 2000 quân huy thì chắc chắn 100% nhận được cái bộ trang phục Arum này. Tức là nếu các bạn không nhận được ở trên vòng quay, các bạn có thể đổi, quy đổi cái đá ma thuật để mà nhận bộ trang phục mình cần. Ví dụ đây chẳng hạn, mình vừa mở ra là Van Hên. Thực sự thì thứ mình cần là của Arum cơ. Mình sẽ test thật nhiều, mua một lần 49 quân huy cho anh em nhé. Tại vì chắc chắn rất nhiều anh em đang mong chờ kiểu test này rồi. Khá căng. Mua 5 luôn ạ. Wow, chế độ lại ra ngay cái vị tướng, cái bộ trang phục của đứa bố mình chưa thích cho lắm. Tiếp tục nào. Chúng ta cần 1k4 nhá. Uầy, căng ta. Anh em đừng quên báo danh xem bản thân của bạn được bao nhiêu độ đẹp trai bằng một cái lượng quân huy anh em phải bỏ ra nhá. Comment ngay dưới video này nào. Bạn nào mở lần đầu và chỉ là lần duy nhất mà được nghe Arum chưa? Khoe ngay cho bạn khác nào. Thực sự đi toàn ra có mấy cái bộ trang phục mình chưa được ưa thích cho lắm. Coi nào. Zone thế tử nguyên tộc đây rồi. Ok, chúng ta thử cái quả cầu sơ cấp nha. Chúng ta có thể lựa chọn được một lần thôi. Wow, bách phát bách trúng anh em ạ. Một lần được luôn kìa. Gata. Rất tiếc là bên quả cầu sơ cấp chúng ta có thể nhận được các bộ trang phục kiểu thứ hạng của Tara này, của Arum và Airi. Bên quả cầu siêu cấp này thì chúng ta có nhiều lựa chọn hơn. 1, 2, 3, 4, 5 đó anh thấy ạ. 6, đúng vậy, chúng ta đã chọn lại được 6 cái vị tướng rồi. Go!
căng vậy. Yeah, David, có nên tiếp tục không ta? Chơi đến cùng rồi anh em ơi. Chơi khô máu đến cùng luôn. Uầy, hết tiền rồi anh em ơi. Trời, không sao anh em ạ. Mặc dù bỏ ra 200 quân huy, nhưng mà độ đẹp trai của mình hơi bình thường một chút, nên không thể nhận ngay được Arum. Nhưng không vấn đề gì anh em ơi, chúng ta có thể nhận được rất là nhiều phần quà khác và có thể đổi đá cơ mà. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy cùng đổi quà xem chúng ta nhận được lại điều gì nhiều ha. Theo nát này, Arthur, si tìm kiếm. Chưa kể đó là các bộ trang phục của Zone. Nếu mà tính theo cái lượng tiền anh em mua thẳng ở bên ngoài thì hoàn toàn có lời, khi mà nhận được rất là nhiều bộ trang phục như vậy. Một cái điểm lạ và mình cũng có gặp, đó chính là cái khung của Arum mình không nhận được. Đương nhiên, có rất là nhiều lần anh em phải gặp các sự cố này, đó là chuyện hết sức bình thường nhá. Giống như là bộ trang phục của Zone vừa rồi, mình có nhận được khung, nhưng mà bộ trang phục của Arum thì mình không nhận được khung. Có thể đó chính là một chút sự cố của bên gà rán. Ad hy vọng và tin chắc rằng họ sẽ gửi lại cho anh em sớm thôi. Ok, các bạn lựa chọn phần cửa hàng ma thuật và đổi đá để mà nhận cái bộ trang phục này. Tại vì nếu không thể mở ra được, chúng ta có thể đổi đá để mà nhận ngay cái bộ trang phục này, đúng không nào? Tức là chúng ta chỉ dao động từ 1.500 đến 2.000 quân huy. Tùy đồ đẹp trai thì còn khác nhau nhá, thì anh em chắc chắn sẽ nhận được cái bộ trang phục của Arum này. Đừng quên like và share clip này đến rất rất nhiều bạn khác, để họ quyết định xem là có nên tham gia event quả cầu ma thuật để nhận cái bộ trang phục thứ hạng và tuyệt vời của Arum hay không nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Sau này cứ khi nào có event của bên gà rán, mẹ tiếp tục test cho anh em và tặng ạc. Đừng quên like nhé các bạn ơi. Để ủng hộ Ad, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.